Hello, chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục thủ thuật và ứng dụng của Surface Pro. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách quay màn hình máy tính với PowerPoint. Nghe có vẻ khó tin đúng không nào? Quay màn hình với PowerPoint ư? Nhưng bạn không lầm đâu, PowerPoint có nhiều tính năng hơn bạn tưởng đó. Mình sẽ show cho các bạn thấy tính năng của PowerPoint dần dần trong các video tiếp theo. Còn bây giờ, hãy bắt đầu với cách quay màn hình trên PowerPoint thôi. Điều đầu tiên cần làm đương nhiên là mở PowerPoint lên. Sau khi mở PowerPoint, hãy nhấn vào mục Insert. Trong mục này, bạn sẽ thấy có rất nhiều lựa chọn chèn như album ảnh, ảnh chụp màn hình, biểu tượng, vân vân. Vì cần quay màn hình nên chúng ta sẽ chọn Screen Recording nằm ở phía cuối bên phải. Ngay sau đó, một cửa sổ nhỏ sẽ xuất hiện. Đây là cửa sổ cho phép bạn quay màn hình với nhiều tùy chọn khác nhau. Chẳng hạn như bạn có thể nhấp vào ô Select Area để quay một vùng màn hình nhất định. Bạn chỉ cần nhấn và kéo thả chuột sao cho vừa với kích thước vùng màn hình muốn quay. Trong trường hợp bạn muốn quay toàn màn hình, chỉ cần kéo thả khung hình vừa kích thước màn hình là được. Sau khi chọn được vùng màn hình muốn quay, bạn có thể lựa chọn tắt hoặc mở âm thanh khi quay bằng cách nhấp vào nút Audio, hay quay hoặc không quay con trỏ chuột bằng cách chọn nút Record Pointer. Khi đã lựa chọn xong, chỉ cần nhấn nút Record là bạn đã có thể bắt đầu quay màn hình. Trước khi màn hình được quay, sẽ có một bảng đếm ngược hiện lên để chỉ dẫn rằng bất cứ khi nào bạn muốn ngừng quay, hãy nhấn tổ hợp phím Windows cộng Shift cộng Q. Một cách khác để dừng quay màn hình chính là di chuột lên phía góc trên của màn hình để cửa sổ nhỏ hiện ra. Lúc này bạn chỉ cần nhấn vào nút Stop là được. Nếu không muốn cửa sổ này mất đi, bạn có thể chọn biểu tượng pin nhỏ nằm ở góc dưới bên phải của cửa sổ điều khiển. Sau khi kết thúc quay, video sẽ được tự động chèn vào slide PowerPoint trống mà bạn đã mở khi nãy. Lúc này, bạn có thể tùy ý chỉnh sửa video bằng các tính năng của PowerPoint, chẳng hạn như chỉnh sửa độ sáng và độ tương phản bằng cách chọn Correction. Nhấn vào Color để chọn màu cho video. Nếu muốn trở về video gốc thì chọn Reset Design. Ngoài ra, bạn còn có thể chọn Style cho video trong mục Video Style, hay chọn hình dạng video bằng Video Shapes. Nếu muốn căn chỉnh lại độ dài của video hay chèn caption, bạn có thể chọn tab Playback. Bạn sẽ thấy thêm nhiều lựa chọn như thêm bookmark cho video, cắt chỉnh độ dài cho video hay còn gọi là trim video, chèn caption hay tạo hiệu ứng fade in, fade out. Khi đã chỉnh sửa xong, để lưu video hãy nhấn vào File, chọn Export rồi chọn Create a Video. Bạn có thể chọn chất lượng hình ảnh cho video của mình, sau đó bấm Create Video. Có hai định dạng để lưu video là MPEG-4 và Windows Media Video. Surface Pro khuyên bạn nên lưu video dưới dạng MPEG-4 để có nhiều khả năng lưu trữ đa dạng hơn. Với định dạng này, bạn có thể upload video của mình lên YouTube. Hy vọng video này sẽ giúp ích cho bạn. Đừng quên like và subscribe kênh của Surface Pro để theo dõi thêm nhiều video hữu ích khác nhé. Bye bye!